Jisoo khiến fan Việt ngỡ ngàng, quyền toàn bộ lợi nhuận của kênh cá nhân cho dự án rừng ngập mặn ở Việt Nam. Thông tin Jisoo quyên góp tiền ủng hộ một dự án cộng đồng tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Mới đây, một trang tin Hàn Quốc đã đưa tin Jisoo Blackpink đã quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ kênh YouTube cá nhân của cô. Khoản quyên góp của nữ ca sĩ được thực hiện thông qua tổ chức phi chính phủ quốc tế về quyền trẻ em Save the Children. Theo truyền thông Hàn Quốc, số tiền đóng góp của Jisoo sẽ được sử dụng cho dự án tạo rừng ngập mặn ở huyện Nam Khánh, tỉnh Cà Mau. Trên mạng xã hội, hành động mang ý nghĩa tích cực và tốt đẹp của Jisoo nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, đặc biệt là khán giả từ Việt Nam. Jisoo mở kênh YouTube mang tên Jisoo Hạnh Phúc 103% vào tháng 1 năm 2023 và đến nay đã có gần 5 triệu người đăng ký. Ngay từ khi ra mắt, nữ idol đã bày tỏ quyết định góp toàn bộ lợi nhuận thu được cho các tổ chức vì cộng đồng trên khắp thế giới. Kênh cá nhân của tôi sẽ có nội dung vui vẻ, truyền tải thông điệp tích cực và khoản tiền tôi kiếm được thông qua kênh này sẽ được gửi đến những nơi có nhu cầu. Tôi hy vọng sự đóng góp của mình sẽ giúp chỉ số hạnh phúc của mọi người ngày càng tăng cao. Jisoo chia sẻ về mục đích thành lập kênh YouTube cá nhân của mình. Về phía Jisoo, gần đây cô gây chú ý khi thành lập công ty riêng mang tên Blisho sau khi rời LG. Chia sẻ về lý do thành lập công ty riêng, Jisoo bày tỏ: "Tôi muốn mang lại hạnh phúc và niềm vui cho người hâm mộ bằng những lần xuất hiện đa dạng với sự quyến rũ vô hạn." Thời gian qua, không chỉ âm nhạc, Jisoo còn phát triển và nâng tầm sức ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực như phim ảnh, thời trang. Có thể thấy định hướng của chị cả Blackpink là trở thành một nghệ sĩ toàn năng. Trước Jisoo, Jennie và Lisa cũng đã trở thành chủ tịch công ty giải trí do chính họ thành lập. Truyền thông Hàn Quốc cũng cho biết, trong năm 2024, 4 thành viên của Blackpink đều sẽ tập trung hoạt động cá nhân. Do đó, thời điểm họ tái hợp và quảng bá với tư cách nhóm vẫn là bỏ ngỏ.